Đông Phượng. Dứt điểm 1-0. Pha dứt điểm đầu tiên của Nguyễn Công Phượng và xứng đáng với kỳ vọng. Sự lựa chọn hoàn hảo khi mà huấn luyện viên Kiên Thị Giác tung Công Phượng trong đầu hiệp 2. Và ngay lập tức sự kỳ vọng này đã được đền đáp. Pha dứt điểm không phải quá căng nhưng nó đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. Bất ngờ đã xảy ra trên sân vận động Hoàng Đế. Các học trò của huấn luyện viên Chiêm Vệ Đầu Hàng đã để thua trước. Hoàng Anh Gia Lai dưới thời tân luyện viên Kia Thi Sắc thực sự đã lột xác hoàn toàn. Đội bóng phố núi đang có chuỗi 5 trận bất bại và dẫn đầu bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu. Rõ ràng chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan, nhưng những gì mà câu lạc bộ này thể hiện là vô cùng hứa hẹn. Không chỉ trên phương diện tập thể mà từng cá nhân tại Hoàng Anh Gia Lai cũng đang tiến bộ từng ngày dưới bàn tay của Zico Thái. Nguyễn Công Phượng có thể coi là nhân tố tiêu biểu cho nhận định ấy, bởi lẽ số 10 của Hoàng Anh Gia Lai đang dần hoàn thiện mình và có những bước tiến vượt bậc trong thời gian vừa qua. Trên thực tế, Công Phượng có lẽ đã quá quen với việc thay đổi và thích nghi với một đội bóng mới, một môi trường mới. 5 năm qua, tiền đạo sinh năm 1995 đã liên tục được đem đi cho mượn ở nhiều câu lạc bộ, nhiều nền bóng đá khác nhau và làm việc với nhiều huấn luyện viên khác nhau. Dù vậy, những gì đang diễn ra tại Hoàng Anh Gia Lai mùa giải này quả thực đang tạo ra sự khác biệt. Huấn luyện viên Kia Thi Sắc đang kéo Công Phượng chơi lùi sâu hơn, xa vòng cấm của đối thủ hơn và chơi gần giống như một tiền vệ. Trong một vai trò hoàn toàn mới mẻ, rõ ràng là không dễ để Công Phượng lập tức tỏa sáng. Số 10 của Hoàng Gia Lai chơi không thực sự ấn tượng trong hai vòng đấu đầu tiên và tỏ ra vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập. Thế nhưng, khi mà những mắt xích trong đội hình dần ăn khớp với nhau, cỗ máy của Kia Thi Sắc cũng vận hành trơn tru hơn hẳn. Kể từ vòng đấu thứ 3, người ta bắt đầu được chứng kiến một Hoàng Gia Lai rất khác và cũng kể từ thời điểm ấy, một phiên bản Công Phượng rất khác cũng đã dần lộ diện. Công Phượng đang chơi tỉnh táo hơn, tham gia vào việc tổ chức lối chơi và phối hợp với đồng đội nhiều hơn. Thậm chí, những tiềm năng mới của anh cũng đang dần được khai thác. Pha dứt bóng từ giữa sân để Văn Toàn băng xuống ghi bàn vào lưới Topland Bình Định có thể coi là một ví dụ tiêu biểu. Mùa trước, ngôi sao của Hoàng Gia Lai cũng đã có 3 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Thế nhưng, kiến tạo bằng một đường truyền dài với cự ly hơn 30m như thế là điều mà ta chưa từng thấy. Với một cầu thủ có cá tính mạnh và nhận được nhiều sự quan tâm như Công Phượng, việc chấp nhận đội bóng không chơi xoay quanh mình có thể coi là một sự thay đổi lớn. Cầu thủ sinh năm 1995 đang nỗ lực hy sinh nhiều hơn vì tập thể. Công Phượng thậm chí đang chủ động hơn trong việc hỗ trợ phòng ngự và chấp nhận cả việc vào sân từ băng ghế dự bị, một điều hiếm thấy trước đây. Cũng trong mùa giải năm ngoái, Phượng ra sân tổng cộng 11 lần cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả đều là trong đội xuất phát. Công Phượng rõ ràng đang thay đổi và hoàn thiện bản thân. Dù vậy, anh không hề đánh mất bản ngã của chính mình. Người ta biết tới Công Phượng nhiều nhất là bởi khả năng đi bóng khéo léo, tạo đột biến và những khoảnh khắc bùng nổ. Những phút giây như thế thì thoảng vẫn xảy ra, như cái cách anh vung chân trái sút tung lưới Nguyên Mạnh ở vòng đấu thứ 5. Thế nhưng, cái tôi và những kỹ năng cá nhân đang được Công Phượng dần tiết chế lại và sử dụng một cách hợp lý hơn, đúng thời điểm hơn. Trên thực tế, hệ quả của việc này là chỉ số ghi bàn, kiến tạo của Công Phượng có thể suy giảm. Xét theo những con số thống kê ở V-League 2020, trung bình 92,4 phút, tiền đạo người Nghệ An sẽ lại có cho mình một bàn thắng hoặc một kiến tạo. Trong khi đó, con số này ở V-League 2021 là 152,8 phút. Thế nhưng, chân sút của Hoàng Gia Lai đang dần trở nên đa dạng hơn, biến hóa hơn và khó bị bắt bài hơn hẳn. Kia Thi Sắc đang mang tới một Công Phượng phiên bản hoàn toàn mới. Cách mà Zico Thái sử dụng Công Phượng có nét tương đồng với những gì huấn luyện viên Park làm với Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Khi càng chơi gần với vòng cấm đối phương, sẽ càng có ít không gian và thời gian để xử lý bóng hơn. Chính vì thế, những cầu thủ có tốc độ và thói quen xử lý tối giản như Văn Toàn, Randall mới là ưu tiên của Kia Thi Sắc. Công Phượng sẽ chơi lùi sâu hơn, có được nhiều khoảng trống hơn và tầm quan sát tốt hơn. Mặt khác, Văn Toàn và Randall cũng là những cầu thủ thường xuyên chơi ra sang hai hành lang biên. Trong những tình huống như thế, sự xuất hiện bất ngờ của những cầu thủ như Công Phượng trong vòng cấm luôn khiến cho hàng thủ đối phương rối loạn và bộc lộ những sai lầm. Sự biến đổi và thích nghi này của tiền 25 tuổi không chỉ tốt cho cá nhân anh, cho Hoàng Gia Lai mà có thể còn mở ra những phương án mới cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong những chiến dịch sắp tới của đội tuyển quốc gia. Không còn là chàng trai 19 tuổi tả súng những đội giữa vòng vây của năm hậu vệ Australia, không còn là kẻ khiến hàng thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản phải run sợ. Thế nhưng, Công Phượng của hiện tại vẫn biết cách để lại dấu ấn của riêng mình. Hai bàn thắng và một đường kiến tạo sau 6 vòng đấu có thể chưa phải là một thành tích quá kỳ vĩ. Dù vậy, người mộ vẫn đang vô cùng ấn tượng với sự trưởng thành, với những gì Công Phượng đã và đang thể hiện. Chính vì thế, hãy cứ chờ đợi xem điều gì sẽ được Công Phượng, Kia Thi Sắc và Hoàng Gia Lai mang tới trong thời gian tiếp theo.